tiên thì em sẽ giới thiệu cái bộ 11 chi tiết này là sẽ là bộ đồ ăn dành cho 4 người ăn nhé các chị nha. Và bộ này thì là sẽ là ít chi tiết nhất trong tất cả các bộ đồ ăn bên em. Các chị ơi, sắp tới một mùa lễ Trung thu rồi đúng không nào? Thủy tinh thông thường thì quá là nhiều gì ạ? Quá là nhiều gia đình biết rồi đúng không? Còn nếu mà hôm nay các chị em chưa biết thủy tinh ngọc thì ở đây với em nha. Nào, để em giới thiệu bộ 11 nhá. Sẽ đầu tiên là sẽ gồm có 6 bát ăn cơm như em đang cầm trên tay ạ. 6 bát ăn cơm cho em nào. Tiếp theo nữa này, sau phần đĩa sẽ có 2 đĩa nhá các chị nha. Bên em thì có cả bộ đồ ăn, có cả bộ trà và bộ cà phê. Và đặc biệt hơn nữa là gì ạ? Đặc biệt là săn ở trên livestream của em thì được một cái mức giá nó rất là hời luôn nha. Giá tại bán tại cửa hàng là giá gốc, còn giá đang em đang livestream trực tiếp ở đây thì là các chị sẽ mua được một cái mức giá vô cùng là hời. Và hôm nay nếu mà các chị đang xem ở kênh TikTok bên em nha, thì TikTok đang có mã voucher nữa, các chị áp mã vào thì rất là rẻ luôn cho em. Chén nhỏ nhiêu cái à? Chén nhỏ đây à chị ơi. Chén chị đang muốn hỏi chén ăn cơm đúng không? Đúng không chị? Hay là ly, chị đang muốn hỏi ly trà. Chén nhỏ ăn cơm bên em thì thủy tinh ngọc thì là 90.000 một bát nhá chị ơi. Đây, đây là bát ăn cơm bên em. Còn nếu mà các chị hỏi ly trà hay là chén uống trà thì để em biết nha. Nào các chị ơi, để em giới thiệu thêm về cái bộ 11 này nhá. Sẽ có hai đĩa trong đấy có một đĩa tròn cho em là size 20. Đĩa này là size 20 nhá, để em ghim sản phẩm lên nào. Để em ghim sản phẩm này lên cho các chị ngắm nhìn nha. Bộ này là 11 chi tiết hàng hoa văn này. Loại tiết hoa văn 11 chi tiết. Đây ạ, đây nha các chị ơi, em ghim lên ở giỏ hàng rồi nha. Chén để trên cái đĩa đó chị. À, đây là bộ trà bên em, cái này bán lẻ chén không em ơi? Sương ơi, cái này bán lẻ không? Cái này bên em không bán lẻ nha chị ơi. Cái này là bên em bán theo cả bộ trà này. Chị ơi, bộ trà chị mua cả set luôn đi. Chị mua cả set, chị mua cả bộ trà này giá đang rất là hời, chỉ có hơn 1 triệu thôi. Hơn 1 triệu ở trên livestream của em thôi nha. Nào các chị ơi, em giới thiệu xong bộ bát thì em sẽ sang bộ trà giới thiệu cho các chị nha. Nên là các chị đang xem là cố gắng chờ đợi em một chút nha. Nào, để em sang phần đĩa nào. Sang đĩa tròn rồi đúng không? Đến đĩa tròn rồi đúng không các chị? Đĩa tròn này thì là đường kính cho em là 20. Các chị ơi vừa mới vào ở xem ở kênh TikTok đừng quên là follow Thủy Tinh Ngọc nhé các chị nha. Tiếp theo là sẽ có một đĩa vuông. Đĩa vuông này thì đường kính cho em là 21. Và gì ạ? Đĩa vuông thì được thiết kế là khung 4 góc như thế này, rất là tiết kiệm diện tích mặt bàn cho các chị nha. Tiếp theo nữa là sẽ có một tô. Tô này là tô khung, đường kính cho em là 19. Tô khung lòng rất là sâu và đựng rất là nhiều canh cho em nha. Và cuối cùng, hai chi tiết của bộ sản phẩm này là một bát mắm và một đĩa tương nhá các chị ơi.